Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Chào buổi tối của Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC. Tôi là Thùy Dương. Còn tôi là Đan Lê, sau đây sẽ là những tin tức đáng chú ý. Miền Bắc trải qua ngày nắng nóng thứ 5 liên tục, cùng tìm hiểu những cách tránh nóng, giảm nhiệt cho ô tô của các tài xế. Công an Sơn La lý giải vì sao để hai chùm ma túy lộng hành nhiều năm mới tiêu diệt. 13 cậu bé cùng huấn luyện viên đội bóng ở Thái Lan đã tìm thấy sống sót và khỏe mạnh sau 9 ngày mắc kẹt trong hang. Tuy nhiên, để đưa các em ra ngoài có lẽ phải mất nhiều tuần nữa. Gặp gỡ một chuyên gia từng khám phá hơn 30 hang động trên cả nước, nhưng cũng từng bị tai nạn nghiêm trọng và cần tới sự cứu hộ đặc biệt mới có thể sống sót ra khỏi hang. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay là ngày nắng nóng thứ 5 tại miền Bắc và miền Trung. Và lúc này thì nắng có thể đã tắt nhưng mà cái cảm giác nóng thì chắc chắn là chưa giảm. Và nếu ra đường vào lúc này thì cảm giác duy nhất của chúng ta chỉ có thể là nóng mà thôi. Vâng, cái nóng 40 độ C hun đúc cả ngày khiến cho cảm giác nóng đeo bám chúng ta đến tận nửa đêm. Cũng chính vì thế mà nhiệt độ ban đêm ở Hà Nội những ngày này thậm chí còn cao hơn nhiệt độ giữa trưa ở thành phố Hồ Chí Minh. Chiều 3 tháng 7, miền Bắc và miền Trung tiếp tục trải qua một ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt khi phần lớn số trạm khí tượng đo được mức nhiệt trên 37 độ C, đồng nghĩa với việc nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có lẽ đã phải trên 40 độ. Tại Hà Nội, nhiệt độ quá cao vào trưa và chiều khiến cho hơi nóng bị giữ lại rất lâu, đường nhựa các tòa nhà bê tông hấp thụ nhiệt và tỏa ra môi trường khiến nhiệt độ giảm chậm. Ngoài ra, gió phơn thổi liên tục và kéo dài cả tối nên hơi nóng lan tỏa đi khắp nơi khiến nhiều người cảm thấy mệt mỏi. Đến 22 giờ, nhiệt độ Hà Nội giảm hơn 8 độ C so với thời điểm nóng nhất ban ngày, xuống còn 31-32 độ C. Tuy nhiên, đây vẫn là mức nhiệt cao bằng nhiệt độ cao nhất ở thành phố Hồ Chí Minh vào giữa trưa. Dự báo đợt nắng nóng này sẽ còn kéo dài trong 2 ngày tới và giảm dần từ ngày 6 tháng 7. Một trong những đối tượng dễ chịu tác động nhất của yếu tố thời tiết trong những ngày này đó chính là người cao tuổi. Theo Bệnh viện Lão Khoa Trung ương, trong gần một tuần gần đây, khi mà nhiệt độ miền Bắc tăng cao, số bệnh nhân tai biến đột quỵ phải tới đây cấp cứu đã tăng lên gần gấp đôi. Và điều đáng buồn là đã có ít nhất 5 trường hợp không qua khỏi. Các bác sĩ cũng cho biết phần lớn bệnh nhân vào trong đợt này biểu hiện đột quỵ cũng nặng hơn so với bình thường. Đã có từ 4 đến 5 trường hợp không thể qua khỏi trong đợt nắng nóng này. Những bệnh nhân này là những bệnh nhân xuất huyết não với nền bệnh mãn tính là tăng huyết áp, không cấp cứu kịp trong giờ vàng khi nhập viện đã trong tình trạng hôn mê sâu. Thông thường, mỗi ngày tại khoa cấp cứu đột quỵ, Bệnh viện Lão Khoa tiếp nhận khoảng 15 ca mỗi ngày. Tuy nhiên, thì trong một tuần nắng nóng trở lại đây, số lượng bệnh nhân nhập viện đã tăng lên gấp đôi, tình trạng quá tải đã xảy ra. Theo quy định của bệnh viện là không để bệnh nhân trên cáng, tuy nhiên thì lượng bệnh nhân vào bên trong những ngày nắng nóng quá đông và khiến cho giường bệnh đều đã kín, nên bệnh viện không còn cách nào khác là phải để bệnh nhân nằm trên cáng. Theo các bác sĩ, trong thời tiết nắng nóng như thế này, những gia đình có người già, đặc biệt là những cụ có mắc các bệnh mãn tính như tiểu đường, tăng huyết áp thì cần hết sức lưu ý, vì đây là những bệnh có yếu tố cơ thể của tai biến mạch máu não, khi nắng nóng sẽ dễ bị chuyển thành đột quỵ do biến chứng của những bệnh đó. Vâng, thưa quý vị, thời tiết nắng nóng như thế này thì đúng là chỉ có ngồi trong phòng điều hòa là khiến chúng ta cảm thấy thoải mái nhất. Và nếu bắt buộc phải đi ra ngoài thì ô tô sẽ là lựa chọn số 1. Tuy nhiên thì không phải cứ ngồi lên trên xế hộp đã là tốt, vì xe ô tô để lâu ngoài trời nắng chẳng khác nào cái lò khi mà nhiệt độ trong xe còn cao hơn nhiệt độ ở ngoài trời. Và để thích nghi với thời tiết trong những ngày này thì cánh tài xế đã tìm ra rất nhiều cách để có thể giảm nhiệt cho xe ô tô của mình. Nhiều tài xế đã dùng cách đổ nước vào khăn rồi phủ lên táp lô để khi nắng chiếu vào thì nước bốc hơi lên và giúp giảm nhiệt cho xe. Cách này không tốn kém, dễ thực hiện nhưng cũng có điểm bất tiện vì liên tục phải đổ nước vào khăn, nếu không chỉ sau ít phút là khăn đã bị khô. Ngoài ra thì các tài xế còn trang bị thêm rất nhiều những thiết bị chống nóng trong xe. Quạt mini cắm điện sẽ là lựa chọn hữu ích cho những dòng xe có điều hòa yếu hoặc là điều hòa không tỏa ra được ghế sau. Với những xe dùng điều hòa nhiều để tránh khô da, máy phun sương tạo ẩm là một sự lựa chọn rất hữu ích. Đặc biệt thiết bị này sẽ tự ngắt khi đạt độ ẩm cho phép. Ngoài ra, những tấm chắn nắng cũng được huy động để che chắn tối đa. Thảm phủ kính trước, kính sau, thảm hạt gỗ cũng được ưa chuộng. Một số tài xế khác có xe thường xuyên phải dừng đỗ ngoài nắng thì thường tìm những chiếc ô lớn để che toàn bộ xe và hơi bất tiện khi phải tháo lắp
nhưng hiệu quả giảm nhiệt cho xe thì tương đối tốt. Tiếp tục những thông tin liên quan đến việc tiêu diệt hai chùm ma túy khét tiếng tại thủ phủ ma túy Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Ngày hôm nay, mùng 3 tháng 7, công an tỉnh này vừa tổ chức họp báo về lần đánh án này. Trong đó, thắc mắc của không ít người dân là tại sao trong nhiều năm qua, lực lượng chức năng lại để cho hai chùm ma túy lộng hành như vậy và đã được lý giải. Theo công an tỉnh Sơn La, đây là một chuyên án đặc biệt đối mặt với nhiều khó khăn và chưa có tiền lệ. Việc giải quyết vụ án này không dễ bởi còn liên quan đến yếu tố nước ngoài gần biên giới Lào. Ngoài ra, lý do đến sau 5 năm lực lượng chức năng mới vây bắt triệt phá căn cứ của Nguyễn Thanh Tuân, Nguyễn Văn Thuận là bởi xuất phát từ tính nhân đạo và tính nhân văn của lực lượng công an nhân dân. Bởi tà dê, người dân vẫn có thói quen dùng súng đi săn ban đêm. Nếu không xác minh kỹ thì dẫn đến bắn nhầm dân là điều không thể chấp nhận được. Hơn nữa, nếu tập trung tiêu diệt hai đối tượng này thì làm lúc nào cũng được, nhưng quan trọng triệt phá hai mắt xích này phải triệt phá được cả đường dây, không để xuất hiện những ông chủ ma túy mới. Bên cạnh đó, việc tái chiến phải được chính quyền địa phương từ huyện, xã, thôn, bản đồng tình hưởng ứng. Trước đó, công an đã tiến hành khảo sát lấy ý kiến, nhưng có nhiều cán bộ địa phương không ủng hộ vì có con em cũng dính đến ma túy. Vâng, và thưa quý vị, Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La cũng cho biết là không hề muốn tiêu diệt tội phạm ma túy mà muốn vận động để chúng ra đầu thú. Công an cũng đã về gặp bố mẹ và vợ của hai ông trùm, mời lên để có thể vận động con và chồng ra đầu thú. Song người thân thì không hợp tác và không cung cấp số điện thoại của hai tên này. Hôm nổ ra cuộc đấu súng thì mẹ của Tuân mới lên đứng cách hiện trường vài chục mét và dùng loa để kêu gọi con ra hàng, nhưng mà Tuân thì vẫn cố thủ ở bên trong. Và do đó thì lực lượng công an đã bất đắc dĩ phải huy động lực lượng tiêu diệt. Công an tỉnh Sơn La cũng cho biết thêm, trước khi phá án, trinh sát cho biết 2 tháng trước đối tượng đã kịp thời tẩu tán tài sản, chuyển tiền về cho vợ con. Hai két sắt chỉ có một két chứa khoảng 1-2 ngàn đô la Mỹ, két còn lại chứa toàn tiền lẻ. Thời điểm phá án, Tuân và đàn em chỉ sống bằng tiền tiêu vặt, ốm đau không có thuốc mà uống. Tuy nhiên, chúng lại sở hữu kho vũ khí khổng lồ, thậm chí trang bị tới 31 ống ngắm súng bắn tỉa, trong khi ngay cả cảnh sát cũng ít khi dùng đến thiết bị này. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thì cả thế giới vui mừng khi mà nghe tin đội cứu hộ đã tìm thấy 12 thiếu niên và một huấn luyện viên đội bóng bị mắc kẹt trong hang Tham Luang của Thái Lan. Và điều kỳ diệu là dù bị kẹt trong hang tối suốt 9 ngày đêm, trong tình trạng là không có thức ăn, song tinh thần và sức khỏe của các em thì vẫn tương đối tốt. Đây là những hình ảnh đầu tiên về các cậu bé bị mắc kẹt. Tất cả đều ở trong tình trạng tốt nhưng rất nôn nóng được ra khỏi hang. Do ở trong bóng tối quá lâu nên các em đã mất dần nhận thức về ngày và giờ. Việc tìm thấy các em là kết quả của cuộc tìm kiếm với sự tham gia của hơn 1.000 người đến từ nhiều nước trên thế giới. Và trong đó có cả các chuyên gia lặn cứu hộ trong hang động hàng đầu thế giới, lính đặc nhiệm hải quân của Mỹ. Việc tìm kiếm rất khó khăn do hang động này dài hàng km với nhiều ngóc ngách như mê cung. Hơn nữa, nước mưa khiến cho hang bị ngập, thợ lặn đã không nhìn thấy gì do bùn đất. Tuy nhiên, sau nhiều giờ nỗ lực, cho đến 23 giờ đêm ngày hôm qua, một nhóm cứu hộ của Anh đã là người đầu tiên tiếp cận được đội bóng an toàn. Trước đó, nhiều thiết bị lặn dưới nước, thiết bị bay không người lái, các máy khoan cũng được huy động để tham gia vào công việc tìm kiếm này. Qua trao đổi của các đặc nhiệm tham gia giải cứu thì dường như các cháu bé sống sót những ngày qua là nhờ nằm im và hạn chế hoạt động. Đồng thời uống nước sạch chảy từ vách đá và trần đá vôi của hang Tham Luang. Các em không uống nước lũ trong hang vì sợ nhiễm khuẩn và hóa chất. Thông tin này cũng giống với những dự đoán của giới chuyên gia về cơ hội sống sót của đội bóng thiếu niên. Đó là nếu có đủ nước sạch thì các em có thể sống tới hơn 1 tháng mà không cần ăn. Vâng, dù đã tìm thấy các cậu bé, tuy nhiên thì công việc giải cứu vẫn chưa kết thúc tại đây. Việc đưa các cầu thủ nhí và huấn luyện viên ra ngoài như thế nào không hề dễ dàng và đang là vấn đề được tính toán vô cùng cẩn trọng bởi những khó khăn về địa hình, thời tiết và sức khỏe của những người bị nạn. Bên cạnh đó thì việc giải cứu đội bóng cùng với huấn luyện viên có thể phải mất tới thời gian là 4 tháng. Có 3 phương án được đưa ra để cứu những người mắc kẹt. Phương án đầu tiên là đưa các em ra ngoài bằng cách lặn. Đây là cách nhanh nhất nhưng cũng nguy hiểm nhất. Bởi đến các thợ lặn lành nghề cũng phải cần đến vài giờ mới có thể di chuyển được từ lối vào đến chỗ của đội bóng bị mắc kẹt qua một lối đi rất nhỏ và đầy chướng ngại vật, trong khi những cậu bé này thì chưa bao giờ học lặn. Cũng có những ý kiến cho rằng khoan có thể là cách tiếp cận đội bóng thiếu niên và đưa các em ra ngoài.
Nhưng để bắt đầu kế hoạch này thì cần phải mở một con đường mới bên trên hang động để các trang thiết bị hạng nặng có thể tiếp cận và khoan qua lớp đá siêu dày. Hơn nữa, mũi khoan có thể trúng ngay vào vị trí đầu nơi các thành viên đội bóng đang đứng. Về phương án thứ 3, tỉnh trưởng tỉnh Chiang Rai cho biết nếu cả đội bóng đang ở trên cao, an toàn khỏi nước lũ dâng thì phương án tiếp tục tiếp tế cho họ có thể là điều tốt nhất bây giờ. Trong khi đó thì họ sẽ tiếp tục vừa bơm nước ra khỏi hang động, vừa đưa các bác sĩ và y tá vào để kiểm tra sức khỏe cho các cậu bé và huấn luyện viên, đồng thời sẽ cung cấp thực phẩm đủ dùng trong 4 tháng cho các nạn nhân. Ngoài việc cung cấp lương thực, ánh sáng, chăm sóc y tế cho các em thì việc khích lệ tinh thần cho các em sau 9 ngày bị cô lập là rất cần thiết. Do đó, một đường dây điện thoại đã được kéo vào hang để các em có thể nói chuyện với người thân. Các thợ lặn thuộc lực lượng đặc nhiệm SEAL Thái Lan cũng đã vào trong hang nhưng vẫn chưa quay ra để báo cáo tình hình để quyết định phương hướng cứu hộ và phải mất khoảng 6 giờ để di chuyển. Ngoài ra, nước vẫn đang chảy vào hang nhưng lực lượng cứu hộ đang nỗ lực kiểm soát mực nước để đảm bảo các nạn nhân an toàn trên gò đất cao. Vâng, có thể nói rằng cho đến thời điểm này thì chiến dịch cứu hộ thì vẫn chưa kết thúc. Song với sự nỗ lực của cả đất nước Thái Lan, cùng với sự trợ giúp từ quốc tế, thì việc đưa các em ra ngoài an toàn chỉ còn là vấn đề thời gian. Bên cạnh việc cầu chúc những điều tốt lành nhất cho các em, thì chúng ta cũng vẫn còn có rất nhiều chuyện để nói về cuộc giải cứu thần kỳ này. Đó cũng là nội dung trong chuyện tối nay ngay sau đây. Xin mời quý vị và các bạn đừng rời mắt khỏi màn hình và chúng tôi sẽ quay trở lại sau ít phút nữa. Vâng, thưa quý vị và các bạn, vụ cứu hộ thành công 12 thiếu niên trong một đội bóng và một huấn luyện viên bị mắc kẹt trong hang suốt 9 ngày qua ở Thái Lan là thông tin được cả thế giới quan tâm trong ngày hôm nay. Tuy nhiên thì nhiều người băn khoăn không hiểu làm thế nào để các em có thể sống sót được trong điều kiện khắc nghiệt đến như vậy và thậm chí là vẫn giữ được sự bình tĩnh, sức khỏe tốt đến bất ngờ. Việc thám hiểm, khám phá hang động nguy hiểm như thế nào nếu chúng ta thiếu hiểu biết và thiếu kỹ năng? Việc cứu hộ những người gặp nạn trong hang động khó khăn đến mức nào? Và để giải đáp được những thắc mắc này, ngày hôm nay trong buổi tối đã mời tới trường quay một người đã từng khám phá tới 30 hang động trên khắp cả nước. Và bản thân anh cũng từng gặp tai nạn nguy hiểm trong lúc thám hiểm hang động và đã phải nhờ tới đồng đội và lực lượng cứu hộ bên ngoài. Chúng tôi xin được giới thiệu cùng quý vị khán giả của chào buổi tối. Vị khách mời chương trình ngày hôm nay là anh Tạ Nam Long, là sáng lập viên của Hội Thám hiểm Hang động Việt Nam 4 năm trước ạ. Xin được cảm ơn anh đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay. Chào chị. Anh có theo dõi về cái thông tin giải cứu 13 thành viên đội bóng mắc kẹt trong hang ở Thái Lan không ạ? Có, mình có theo dõi. Trước cái thông tin này thì anh có tin rằng là các em được giải cứu hay không ạ? Mình luôn luôn tin và mình luôn luôn hy vọng là các em sẽ được giải cứu sống sót và trở về nhà an toàn. Vâng, khi bị lạc trong hang động thì chúng ta sẽ phải gặp những cái mối nguy hiểm nào? Bản thân anh đã từng rơi vào trường hợp như thế này rồi. Tại vì là như bạn biết ấy, là hang động là một thế giới hoàn toàn khác với thế giới ta đang sống. Nên là các cái nguy hiểm trong hang động nó cũng khác với nguy hiểm mà chúng ta thường gặp thường ngày. Mà thường thường những cái nguy hiểm trong hang động thì là nó rất là nghiêm trọng. Khi mà đã xảy ra cái tai nạn trong hang động nó sẽ rất là nghiêm trọng và rất là khó để có thể đưa các người bị nạn từ trong hang ra. Vâng. Anh có thể chia sẻ cụ thể hơn, ví dụ như là trong trường hợp này nhá. Mình nói đơn giản trong trường hợp này tức là hang động là một cái ống, nó như một cái ống khổng lồ ấy, thì là những cái hang nước là những cái hang mà tất cả nước từ các nơi đổ về vào hết hang nước, thì là trong một không gian rất hẹp nên là nước chảy rất xiết. Ví dụ trường hợp này có thể ví dụ mà bị ngã vào dòng nước thôi, nước cuốn đập đầu vào đá hay thành hang là có thể là nước cuốn đi đâu không biết được luôn, là rất nguy hiểm. Mà trường hợp này thì nước rất là xiết, tại vì trong một không gian rất nhỏ mà nước tất cả mọi nơi tràn về nên là rất nguy hiểm. Vâng, anh đã từng thám hiểm cái hang động nào nhiều nước như vậy chưa? Thực ra là các cái hang nước ấy thì nó rất cuốn hút, tại vì là hang đẹp thì thường là hang nước. Tại vì hang có nước thì nó mới tạo ra các cái thạch nhũ đẹp này, các cái viên đá đẹp, các cái... Nên là càng hang đẹp thì là phải là hang nước. Mà hang nước thì nó luôn luôn tiềm tàng các cái mối nguy hiểm đặc thù của hang nước. Vâng, cho đến thời điểm này thì tất cả chúng ta, mọi người vẫn chưa rõ vì sao là những em bị lạc ở trong hang đấy thì có thể giữ được sức khỏe cũng như cái sự bình tĩnh sau 9 ngày bị mất tích, không ăn uống và thậm chí là không nhìn thấy ánh sáng mặt trời, không phân biệt được ngày và đêm nữa. Là một trong những người có kinh nghiệm thám hiểm hang động thì anh có cái giả thiết hay là phán đoán nào hay không ạ? Thực ra thì là khi bạn vào hang ấy thì là trong hang ngày cũng như đêm thôi. Nhưng mà cái trường hợp này rất may mắn, tức là bình thường một con người có thể nhịn ăn được trong vòng vài tuần, nhịn uống trong vòng vài ngày thôi, nhưng mà vào hang nước thì rất nhiều nước,
Đấy, mà cái trường hợp này thì là họ không có nhiều việc để làm. Tại vì xảy ra như này thì nước dâng đến đâu thì họ chỉ có thể lên cao hơn nước thôi. Thì thường thường là trong trường hợp này thì là họ sẽ có phải, mình nghĩ là họ sẽ ở một thời gian họ sẽ quen và họ sẽ tuân theo lời chỉ dẫn của một người trưởng nhóm. Người trưởng nhóm thì sẽ có thể là sẽ quan sát các cái vách hang, thường thường là họ quan sát các vách hang, họ thấy là nó sẽ có các đánh dấu mực nước, là nước cao nhất là nó sẽ đánh dấu vào cái vách hang ấy. Thì là mình sẽ biết được là khi mà nước cao nhất là nó sẽ ngập đến đấy, thì là có thể sẽ lên cao hơn cái chỗ đấy. Và ở trong hang thì là cái trường hợp này thì mình nghĩ là họ không mang cái thiết bị, tại vì trong hang là quan trọng nhất không phải là đồ ăn thức uống mà là ánh sáng. Thế như bình thường bọn mình đi vào hang là thường thường là có một đèn đeo chán này, và phải có một đèn dự phòng ở cổ, để nhiều khi mà đèn đeo chán hỏng thì mình lấy đèn ở cổ mình đeo lên chán. Tại vì vào hang mà không có thức ăn uống thì có thể ra ngoài trong vòng 1-2 ngày được, nhưng mà không có ánh sáng thì không tìm được đường ra. Nên là trong trường hợp này thì mình nghĩ là cái đội bóng này là họ sẽ phải tiết kiệm năng lượng, là họ sẽ dùng ánh sáng và họ sẽ tắt đèn đi thì họ mới tồn tại được. Thì khi tắt đèn đi thì là họ sẽ ngồi yên một chỗ, họ không làm gì cả. Thì họ không có ánh sáng thì họ không thể làm được việc gì nhiều. Có thể là họ sẽ ngồi nghỉ, cử ra 1-2 người canh mực nước lên, và khi mà cơ thể họ không làm gì, vận động gì thì là cái sự trao đổi chất nó sẽ hạ xuống, cơ thể tiêu ít năng lượng đi và họ sẽ có đủ thời gian để thích nghi dần dần với cả cái thời gian trong hang, thì họ sẽ bình tĩnh lại và họ chờ người đến cứu. Vâng. Tôi cũng được biết rằng anh cũng đã một lần bị tai nạn khi mà đang chinh phục hang cống nước ở Lai Châu sâu 600 mét ạ. Và cái việc này đã dẫn tới là việc anh phải điều trị tới nửa năm sau. Vậy anh có thể chia sẻ cái tình huống lúc đó như thế nào và anh đã làm gì trong lúc đó, lúc mà chờ đợi đội cứu hộ đến cứu ạ? Cái hang cống nước ở tỉnh Lai Châu nó có một đặc biệt, nó là hang sâu nhất Việt Nam theo chiều thẳng đứng. Tức là nó như cái giếng ấy, sâu thẳng xuống lòng đất 600 mét. Thì là nhóm mình là nó là một kỳ quan của Việt Nam đấy, nhưng mà nó rất là khó tiếp cận, mà mới chỉ có khoảng 5-6 người tiếp cận được thôi, mà nhóm nhà thám hiểm nước ngoài mà từ cái đây 15-16 năm trước rồi. Thì nhóm mình là quyết định thám hiểm cái hang đấy vào năm 2015. Thì nhóm mình cũng chuẩn bị rất kỹ về phương tiện, tại vì hang đấy là phải đu dây xuống, về trang thiết bị, về phương tiện và về sức khỏe. Thế nhưng mà rất không may là mình là trong khi thao tác xuống thì là mình có một sơ suất, thì mình làm tuột cái móc bảo hiểm, thì mình bị ngã rơi từ độ cao 40 mét xuống. Thì mình lại ngồi lên cái đống hành lý nên là mình bị gãy xương. Mình nằm dưới hang gần 2 ngày. Tại vì ở Việt Nam thì chưa có lực lượng cứu hộ trong hang động, nên là bọn mình phải tự cứu nhau. Thì có lúc ấy là có 30 đồng chí cảnh sát phòng cháy chữa cháy của tỉnh đến vào hang, nhưng mà họ cũng không cứu được mình tại vì sâu quá. Cái hố sâu 50 mét. Thì là bọn mình tự cứu nhau, bọn mình một bạn trong nhóm vào bản mượn cái tời kéo mình lên. Thì mình ngồi mình ôm cái dây tời mình kéo lên sau 2 ngày thì lên đến cửa hang. Vâng, trong cái lúc như thế thì cái suy nghĩ duy nhất của anh là gì ạ? Thì thực ra là mình nằm dưới 2 ngày thì lúc ấy rất là đau, tại vì gãy một loạt xương trên người rất là đau. Nhưng mà mình cố gắng mình suy nghĩ tích cực, với cả lúc ấy mình rất là muốn, là lúc ấy chỉ muốn là được ra khỏi hang, được nhìn thấy ánh nắng mặt trời. Và mình có khao khát là trở về nhà để gặp lại bạn bè, gặp lại người thân. Và khi bạn mình kéo mình ra khỏi hang rồi ấy, mình ra đến cửa hang nhìn thấy ánh sáng mặt trời, rồi nghe thấy tiếng chim hót trong rừng thì mình, tức là những cái điều rất giản dị, mình biết là lúc ấy mình sẽ về được nhà. Và mình thấy cuộc sống rất là đáng sống, biết là sẽ về được nhà. Vâng, một câu hỏi nữa đó là khi mà chúng ta gặp tình huống bị nạn hoặc là bị lạc ở trong hang động thì anh có cái lời khuyên là chúng ta nên làm gì và không nên làm gì ạ? Thì thực ra ấy, là một bị lạc trong hang động là một trong tình huống xấu nhất khi mà đi thám hiểm hang động. Thế nhưng mà khi thám hiểm ấy, thì là bạn khi bị lạc thì là bạn không nên di chuyển, bạn nên dừng lại. Và bạn thì nhiều khi bị lạc mình sẽ hoảng loạn, cái tâm lý người bị lạc là sẽ hoảng loạn, không thấy ai xung quanh sẽ hoảng loạn. Và mình nghĩ là lúc ấy nên ngồi yên một chỗ, để thứ nhất là để mình ngồi yên thì mình sẽ đầu óc mình sẽ minh mẫn hơn, mình sẽ suy nghĩ tích cực hơn. Mình và khi mà người khác tìm kiếm bạn thì người ta tìm kiếm một người ngồi yên dễ hơn là tìm kiếm một người mà di chuyển. Nên là bạn ngồi yên một chỗ thì là thứ nhất là cơ thể mình nó sẽ không mất nhiều năng lượng. Và thứ hai là mình để dành sức lực của mình để trở về để thoát ra. Và mình nghĩ là cái quan trọng nhất ấy, là khi thám hiểm hang động là mình phải tuân theo sự chỉ dẫn của người dẫn đoàn, trưởng đoàn. Vâng. Từ thực tế của chính bản thân anh thì anh thấy là việc cứu nạn cứu hộ những người bị nạn ở dưới hang động thì hiện nay đang khó khăn ở mức nào ạ? Tại vì là ở Việt Nam mình thực ra là chưa có cái lực lượng chuyên cứu hộ cứu nạn ở trong hang động. Nên là bọn mình chơi cái môn này thì bọn mình là xác định trước là
anh em là phải tự trang bị các cái kiến thức kỹ năng để tự cứu mình trước trước khi người khác cứu mình. Tại vì ở trong hang ấy thì là phải tự giác hết tự túc làm hết, tại vì nó một thế giới nó khác hẳn mà rất là khó tiếp cận, nên là bọn mình phải tự trang bị những cái kiến thức kỹ năng để có thể tự cứu mình trước khi người khác cứu mình. Vâng, quay trở lại cái câu chuyện về 13 người bị gặp nạn ở Thái Lan. Một trong những nguyên nhân mà khiến cho những thiếu niên cũng như là huấn luyện viên của đội bóng ở Thái Lan mà gặp nạn đó chính là vì họ bỏ qua những cái cảnh báo và tự ý đi sâu vào khu vực nguy hiểm. Vậy theo anh, khi mà đi thám hiểm hay là đi tham quan ở những khu vực hang động thì chúng ta cần phải chú ý những điều gì đầu tiên ạ, để có thể đảm bảo sự an toàn cho chính mình? Thì thứ nhất, cái quan trọng nhất là thường những cái hang mà mọi người hay đi thám hiểm là hang nước, thì mà hang nước thì thường đẹp, hang đẹp thường là hang nước, nên là mà nó rất hay bị lạc, với là nó rất có nhiều rủi ro về đuối nước này, rồi là về thế, nên là trước khi vào hang thì mình nên lấy thêm thông tin của người dân địa phương này, mình nên xem dự báo thời tiết này, tại vì chỉ cần sau một cơn mưa là nước hang ngập lên rất là nhanh. Và thứ hai là khi mình thám hiểm hang động thì mình nên đi cùng với những người trưởng nhóm mà có kinh nghiệm và có kỹ năng, tại vì là những người trưởng nhóm thì là họ thường có các cái kịch bản xử lý sẵn các tình huống đấy xảy ra, và họ đi hang nhiều, họ có kinh nghiệm thì họ sẽ không hoảng loạn, và họ sẽ có những cái hành động thích hợp để xử lý các tình huống trong hang. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn những chia sẻ của anh Nam Long và chúc cho anh an toàn trên mọi cung đường cũng như chuyến đi của mình ạ. Xin cảm ơn chương trình. Vâng, thưa quý vị, với những chia sẻ của anh Nam Long trong tiểu mục chuyện tối nay thì cũng đã khép lại chương trình Chào buổi tối của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.